tìm số nhà giúp em. Em đang Mình live đang ở stream, em dưới không ạ. nghe được điện thoại. Đi vào nhà giúp em ạ. Mình đang ở số 32 đây. Mọi người vào xem chấm bài giúp em nhé. Chị đang like trên nhóm này là like sao bán em đấy. Hôm nay mới có ít like. Mọi người vào xem chia sẻ chấm bài giúp em nhé. Lên vết 49k nhá. Mọi người vào xem chia sẻ like giúp em ạ. Nay chia sẻ like em mới bán giá 49k nhá. Chế ơi, xem cho em một chấm đi nào. 49k. Vết hôm nay 49k nhá, mọi người xem chia sẻ bài giúp em ạ. Hello Ngọc Nhung, hello Mai Hoa. Ai đang xem chấm bài giúp em nhé, để em xem có những ai đang xem ạ. Để em biết là có những ai đang xem nhá. Đang xem chấm bài giúp em ạ. Mọi người chia sẻ với vết để đỡ bị ẩn comment nhá. Nóng quá. Mọi người xem chia sẻ bài viết giúp em nhá. Hello, bảo đang xem cho em một chấm đi ạ. Vét rất là xinh nhá. Chị đang xem cho em một chấm đi để em lên vét là vét rất là xinh luôn nhá. Hello chị Mai Hoa, rất là nhiều vét xinh nhá. Vét rất là xinh luôn ạ. 49k thôi nhá. 49k chỉ áp dụng cho những chị nào chia sẻ giúp em nhá. Thôi đừng, không phải cài nữa. Ai lấy thì người ta cài vào. Vét nhá, em vét 49k nhá. Chị đang xem cho em một chấm đi ạ. Người thì đã bé rồi lại còn định cài áo vào. Vét 49k nhá. Chế ơi đang xem cho em một chấm đi để em có lên mã nhá. Cái nó ôm đẹp mà. Vét 49k nhá, 49k nhá. Bảo đang xem cho em một chấm đi nào, nhiệt tình lên để em có lên mã nào. Em này của HM nè. 49k nhá. Em này còn mới nguyên chưa mở túi luôn. 49k nhá, các bạn đang xem chấm đi để em có lên mã nhá. Chia sẻ và viết giúp em đi ạ. Chia sẻ giúp em một lần trên trang cá nhân và ba lần trong hội nhóm là ok nhá. Mã 93 nhá. Em bắt đầu lên mã luôn nhá. Em này chị nào tầm 47-48kg đổ xuống là rất là xinh. Mã 93 nhá. Em bạn mẫu đang mặc mã 93. 47-48kg đổ xuống mặc mã 93 rất là xinh. Mã 93 nhá. Vét mã 93 đây ạ. Mã 93 nhá. Mã 93 nhá. 93 đây ạ. 47-48kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá. Mã 93 nhá. Mã 93, 93 màu trắng đấy ạ. 47-48kg đổ xuống mặc mã 93 rất là xinh nhá. Mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Chị anh Phan, anh Phan à,
Chị anh Phan đây, cái này size S nhá. Cái này size S 47kg đổ về mặc vừa. 47-48kg đổ về mặc vừa nhá. Em 52kg ấy ạ. Em 52kg thì mặc hơi ôm nhá. Cái này 47-48kg thì mặc vừa. Hello chị Mai Hồng. Mọi người xem chia sẻ bài viết giúp em nhé. Em này là size S ạ. Size M từ 47-48kg đổ về vẫn bon chen được nhá. Em này size S nhá. Cái này nãy chị đọc mã rồi. Đã chốt mã chưa? Chưa. Em đọc mã đi. Nhìn chật. Mình chật à? Em 52kg cao 1m6 nhá mọi người nhá. Em này là 47-48kg mặc vừa. Em này xinh lắm. Ôm đá. Em qua mẫu nhá. Cho em ạ, cái này thắt đai thì là gần như là ai cũng mặc được ấy. Hoặc là chữ khoác thôi, em này chữ khoác hoặc là thắt đai nhá. Em này 57-58kg đổ về mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 58 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 58 nhá. 57-58kg đổ về mặc vừa. Ai lấy chốt mã 58 giúp em nhá. Mã 58 ạ, 57-58kg đổ về mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt mã 58 giúp em nhá. Hello chị Lưu Bích. Các chị xem chấm bài giúp em nhá. Em này khoác cũng đẹp này. Em này khoác cũng đẹp. Em này là vải van. 57-58kg đổ về mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 58 ạ. Ai lấy chốt cho em mã 58 nhá. Em này cũng chưa mổ túi luôn nhá các chị nhá. Em này chưa mổ túi luôn ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 58 nhá. 58 xanh coban mặc tôn da. Mà hình như không phải xanh coban, xanh dương. Hello chị Ngân Ngân. 58 chị Lưu Bích ạ. 58 chị Lưu Bích nhá. Em này ạ. Em này kiểu lạ chưa. Em này 55kg đổ về mặc vừa nhá. Chị nào lấy chốt cho em mã 55 ạ. Em 55 này 55kg đổ về mặc vừa nhá. Chị nào lấy chốt cho em mã 55 nhá. Mã 55 ạ. 55kg đổ về mặc vừa nhá. Em này mã 55 đi ạ. Mã 55 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 ạ. 55kg đổ về mặc vừa nhá. Răng ngắn ạ. Em này size S 45-46kg đổ về mặc vừa nhé. Em này 45-46kg đổ về mặc vừa. 55 chị Lưu Bích. Mọi người ơi, hôm nay nhiều vest lắm. Mọi người cứ từ từ chọn nha. Em này size S nhá. 47-48 à 45-46kg đổ về mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 47 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 47 nhá. Mã 47 nhá. 45-46kg đổ về mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 47 nhá. 47 đấy ạ. 47 là jean nhá. Mã 47 ạ. Hello chị Ngân Tây. Mã 47 nhá. Em này là kaki ạ. Em này là kaki nhá. Em kaki này 55kg đổ về mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. Em kaki này 55kg đổ về mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 90. Mã 90 nhá. 55kg đổ về mặc vừa. Em này 90 nhá các chị nhá. 55kg đổ về mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 90 nhá.
về mặc vừa nhá. 90 chị Mai Hồng. Mai Hồng có thằng. Trông như gái Nhật chứ. Em này từ 58kg đổ về mặc vừa nhá. Em này 58kg đổ về mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 09 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 09 nhá. Có dài không em? Có chị ơi. Có dài nhá chị nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 09 nhá. 58kg đổ về mặc vừa. Mã 09 ạ. Cái màu này mặc với quần ống rộng màu trắng ấy. Quần ống rộng màu trắng lên đẹp lắm. Các chị đi làm mặc cái này đẹp này. 57-58kg đổ về mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 09 nhá. Mã 09 ạ. Mã 09 đây nhá các chị nhá. Màu của nó này. Màu này nhìn sang. Size S nhá. Hello chị Đào Ngọc Dung. Em này size S. Em này 47-48. Không, cái này chỉ tầm 45 thôi. 45kg đổ về mặc vừa nhá. Em này 45kg đổ về mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 45 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 45 ạ. 45kg đổ về mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 45 nhá. Mã 45 đây ạ. 45kg đổ về mặc vừa. 45kg đổ về mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 45 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 45 nhá. Mã 45 size S ạ. Cái này chị lưu ý. Các bà chia sẻ giúp em đi nào. Mọi người đang xem chia sẻ giúp em đi ạ. Trời ơi nhiều vét xinh lắm. Nhiều em xinh lắm luôn đấy ạ, chia sẻ nhiệt tình cho em đi nào, chả ai chịu chia sẻ cho em gì cả. Mọi người dạo này rất lười chia sẻ. Mọi người dạo này rất là lười chia sẻ cho em. Em này nhỉ. Em này chị là tầm 48kg đổ xuống mặc vừa mã 00. 50 bon chen được nhá, mã 00 đây ạ. 00 là 50 cân bon chen được nhá, mã 00 đây. Mã 00 nhá, 00 nhỉ. 00 là rất là xinh, mã 00 nhá. 00 nhá, 00 kaki nào bà ơi. Mã 00 nhá, mã 00. 50kg đổ lại mặc vừa mã 00 nhá. 00 đây ạ, 00 ở xinh dã man luôn. Mã 00 nhá. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 00. Mọi người chia sẻ giúp em đi nào. Chả chịu chia sẻ cho em gì cả. 00 nhá, 00 đây ạ. 00 50kg đổ xuống mà rất là xinh nhá. Mã 00 nhá, mọi người đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Để em lên mã với nào. Mã 00 đây ạ. 00 này họa tiết hoa nhá mọi người nhá. Cái này họa tiết hoa. Ui 00 này đẹp lắm ấy. 00 này là họa tiết hoa nhá. Mã 00 nhá, nhìn rất là chảnh luôn. Cái kaki ấy dài mà. Mã 00 nhá, mã 00 nhá. 50kg đổ xuống. Cái vừa bạn ấy chốt à. Mã 00 50kg đổ xuống mà rất là xinh nhá. Mã 00 nhá, mã 00. Em đây mà em vét trắng nữa nhá. Có eo không? Mai Hao ơi, tôi xả cái đấy nhá. Tí vào chọn cái sau nhá. Ai tôi không nhớ được đâu, tốt nhất là để tôi xả cái đấy đi. Bởi vì làm sao mà tôi nhớ được, bọn tôi vất ra rồi không nhớ được đâu ạ. Em này nhá, em này size S ạ. Em này 45kg đổ xuống mắc vừa mã 45. Em này chỉ khoác thôi nhá. Em này chỉ khoác thôi nhá, 45kg đổ xuống mắc vừa mã 45 nhá. Em này có cầu vai này. 45 ạ, em này mã 45 nhá. Chị là 45kg đổ xuống mà rất là xinh, mã 45 nhá. 45 này vét khoác size S nhá, quay đằng sau em. Mã 45 đây ạ. 45 nhá. Mã 45 nhỉ, mã 45 ạ, 45 size S nhá. Mã 45 nhỉ, 45 này size S ạ, chị là 45kg đổ xuống mà rất là xinh, mã 45 nhá. Mã 45. Mã 45 nhá, 45 size S đấy ạ, chế là 45kg đổ xuống mà rất là xinh nhá, mã 45 nhỉ. Mã 45 rất rất là nhiều vét xinh luôn nhá, mã 45 nhỉ.
Ồ, Mai Hao ơi, tớ xả cái đấy nhá. Tí nữa mà lên mã lại thì chốt lại giúp tớ nhá. Tại vì bây giờ thứ nhất là tớ đã bỏ ra rồi, tớ đã bắt riêng cái kia rồi, tớ không đứng lên tớ lấy nữa đâu. Nên là không trách lại được đâu ạ. Xem ngay lúc đấy thôi, chứ bây giờ bảo là xem có dài không, có eo không thì tớ chịu. Để tí nữa mà quay lại một lượt thì tớ sẽ like lại cái đấy nhá. Bởi vì bây giờ làm sao mà chốt rồi xong rồi lại quay ra nhặt đi nhặt lại, nếu mà một vài khách như thế thì không có yêu đâu ạ. Bà để chốt cái sau đi nhá, cái đấy để tôi xả nhá, em lên mẫu mới luôn nhá. Trời ơi, mọi người đi đâu hết rồi? Em này nhá, em này đây ạ. Em này 50 kg đổ xuống mắc vừa mã 00. Mọi người chia sẻ giúp em đi nào, chả chịu chia sẻ cho em gì cả, nhạt nhẽo quá. Mã 00 nhá, 50 kg đổ xuống mắc mã 00 rất là xinh. Mã 00 đây ạ, 00 này là gió nhá. 50 kg đổ xuống mắc 00 rất là xinh đây ạ. Mã 00 nhá, 50, 52 bon chen được đấy ạ. Mã 00 nhá, hello Trang Khang. Các bạn chia sẻ giúp em đi nào, mã 00 đây ạ. 00 này là gió nhá, 50, 52 kg đổ xuống mắc vừa mã 00 nhá. Mã 00 đây, không không có chế 50 52 kg đổ xuống mắc vừa nhá. Không không rất là xinh đấy ạ. Mã không không nhá, chị ở đang xem cho em một chấm đi nào. Vét rất là nhiều, vét xinh luôn nhá. Chia sẻ cho em đi ạ. Mã không không nhá, 50 52 kg đổ xuống mắc vừa mã không không nhá. Mã không không đây ạ, không không đây. Không không có chị ở 50 52 kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá. Mã không không nhá. Mã không không. Không không có dây rút dây rút dưới nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. Các chị ở đang xem chia sẻ cho em đi nào. Rất rất là nhiều vét xinh nhá. Không trẻ đẹp thế này. Không không rõ là xinh luôn, nó không bà nào chốt. Em vét hoa nhá. Em lên một em vét hoa này, em này ạ. À, em này năm mấy nhỉ? Em này chị là 55 kg đổ xuống mắc vừa mã 19. 55 kg đổ xuống mắc vừa mã 19 nhá. 19 này vét hoa đây ạ. À, mã 19 đây, sao bị lóa đấy nhỉ? 19 này 55 kg đổ xuống mà rất là xinh nhá. 19 này em này mã 19 nhá, vét hoa mã 19 này ạ. 55 kg đổ xuống mà rất là xinh, mã 19 nhá. 19 nó chế là 50 đến 55 kg mà rất là xinh nhá. Xinh chưa ạ? Mã 19 nhá, 19 này ạ. 50 đến 55 kg mà rất là xinh nhá, mã 19 ạ. Vét hoa này mã 19 nhá. Bị lóa quá. 50 đến 55 kg mà rất là xinh, mã 19 nhá. Các bạn đang xem chấm cho em một chấm đi nào. Chấm tăng tương tác giúp em với, đợt này mất tương tác quá. Ai cũng bảo không xem được à, em like không có thông báo. Em lên mẫu mới luôn nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. Các bạn đang xem chấm cho em đi nào. Em này 50 kg đổ xuống mắc vừa nè. Em này chị nào từ 42 đến 50 kg mặc vừa mã 01. 42 đến 50 kg mặc vừa mã 01 nhá. Mã 01 đấy ạ. 01 đó chế nào từ 45 đến 52 kg mà rất là xinh nhá, mã 01 ạ. Mã 01 nhá. Trọng Nghĩa ơi, nghe giúp tớ là vét nhá, không phải là dạ nhá. Mã 01 nhá, nhìn kỹ giúp tớ là tớ đang live vét chứ tớ không live dạ nhá. Mã 01 nhá, mã 01 ạ. Em này mã 01 nhá. Em này mã 01 đấy ạ. Em này 50 kg đổ xuống mắc vừa mã 01 nhá. 01 họa tiết hoa rất là xinh. 42 đến 50 kg mặc mã 01 rất là xinh nhá. Mã 01 đấy ạ, mã 01 nhá. Em này rõ là xinh luôn, mã 01 nhá. Mã 01 đấy ạ, em lên mẫu mới luôn nhá. Rất rất là nhiều vét xinh nhá, mã 01 nhá, mã 01 ạ. Em này là kaki nhá. Em này 55-56 kg đổ xuống mắc vừa mã 22. 22 chế là 55-56 kg đổ xuống mắc vừa nhá, 22 đấy ạ. 22 nhá. 22 triệu 55-56 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. 22 rất là xinh nhá. Chế đang xem cho em một chấm tương tác đi nào. Em này là kaki nhá. Mã 22 nhá. 55-56 kg đổ xuống mắc vừa nhá. Mã 22 ạ. 22 nhá. 22 đây. 22 là kaki nhá. 55-56 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. 22 rất là xinh. Mã 22 nhá. 22 đấy ạ. 22 nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. Em lên một em vét trắng nhá, vét trắng này size M ạ. Vét trắng này size M mã 00 nhá.
Mã 00 đây ạ, 00 này vét trắng size M nhá, mã 00 đây. Em này mã 00 nhá, vét trắng size M nhá. 00 đây ạ, 00 này vét trắng size M rất là xinh nhá, mã 00 đây. Mã 00 nhá. Ui xinh dã man luôn. Mã 00 này size M nhá. 00 chưa mở túi nhá. Các bạn bà nào lấy về rạch túi cho giúp em nhá, 00 này chưa mở túi đâu. Túi dại chứ hay túi thật. Mã 00 nhá, 00 ở size M đấy ạ. Chế ơi đang xem cho em một chấm đi nào, em chả biết mọi người có xem được không. Mã 00 nhá, 00 ở size M đấy ạ. Mã 00 này, vét này mã 00 size M nhá, 00 màu trắng. Mã 00 nhá, 00 đấy ạ. 00 size M rất là xinh, mã 00 nhá, mã 00 nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. Em này là em này là nhung nhá. Em này chất nhung nhá. Em này 50kg đổ xuống mắc vừa. Em này mã 20. 50kg đổ xuống mắc vừa mã 20 nhá. Em này màu trắng nhá. Mã 20 đây ạ. Mới cực luôn ạ. 20 đây. 50kg đổ xuống mắc vừa mã 20 nhá. 20 đây ạ. 20 này xinh chưa ạ. Mã 20 nhá. 50kg đổ xuống mắc vừa đây ạ. 20 rất là xinh luôn. Mã 20 nhá. 20 chế hơn 50kg đổ xuống mà rất là xinh đây ạ. 20 chất nhung nhá. Mã 20 nhá. Nhung tâm nhá. Mã 20 ạ, 20 đây. 20 là chất nhung tâm nhá, 50kg đổ xuống mắc vừa nhá, 20 rất là xinh. Mã 20 nhá, mã 20. Chị đang xem cho em một chấm đi ạ. Mã 20 này ạ, 20 đây. Bà đang xem chấm cho em đi nào, trời ơi, vét rõ là xinh luôn. Mã 20 nhá, mã 20 ạ. Em lên mẫu mới luôn nhá. Trời ơi, vét rõ là xinh luôn á. Em này kéo khóa nhá. Em này 60-62kg đổ xuống mắc vừa mã 11 ạ. 60-62kg đổ xuống mắc vừa mã 11 nhá. 11 đây. 11 đây chế là 60-62kg đổ xuống mà rất là xinh nhá. Mã 11 nhá. Mã 11 ạ. 60-62kg đổ xuống mà rất là xinh nhá. Mã 11 đây ạ. Mã 11 nhá. 11 ạ. 11 đó chế là 60-62kg nổ xuống mà rất là xinh nhá. Mã 11 nhá. Mã 11 ạ. Em lên mẫu mới nhá. Trời ơi mọi người đi đâu hết rồi. Em vét tiếp theo nhá. Em này ạ. Em này bao nhiêu? 50. Em này chị nào tầm 52kg đổ xuống mắc vừa mã 00 nhá. Em vét ngắn này tầm 52kg đổ xuống mắc vừa mã 00 nhá, 00 đây ạ. 00 có chế là 52kg đổ xuống mà rất là xinh nhá, mã 00 đây ạ. Mã 00 nhá. 52kg đổ xuống mắc vừa nhá, mã 00. Mã 00 ạ, 00 có chiều 52kg đổ xuống mà rất là xinh nhá. Mã 00 nhá, mã 00 ạ. Chỉ là mặc đẹp nhất là từ 48 hay 52 mặc rất là đẹp luôn, mã 00 nhá. Mã 00 đây ạ, 00 rất là xinh luôn, mã 00 nhá. Mã 00 ạ. 00 nhá, 00 nhá. Em lên mẫu mới luôn nè. Em này vét lỡ tay nhá. Ngắn tay chứ phải lỡ tay. À, tâm băng ơi, giờ tôi không đai dạ nhá. Em này ạ, em này 50kg đổ xuống mắc vừa mã 91. 91 này 50kg đổ xuống mắc rất là xinh, mã 91 nè. Mã 91 đây ạ, em vét này mã 91 nhá. 50kg đổ xuống mắc vừa nè, mã 91 đây. 91 nhá, 91 này ngắn tay đây ạ. 50kg đổ xuống mắc vừa mã 91 nhá, 91 ạ. Em vét này mã 91 nhá. 50kg đổ xuống mắc 91 rất là xinh, 91 này ngắn tay nhá. Mặc rất là tôn da luôn đấy ạ, mã 91 nhá. 50kg đổ xuống mắc 91 rất là xinh, mã 91 nhá, 91 đấy ạ. 91 nhá, 91 này xinh đấy, mã 91 nhá. 91 50kg đổ xuống mà rất là xinh nè ạ. Mã 91 nhá, 91 ạ. 91 nhá, mã 91 nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá, 91. Phao đằng sau đúng không? Em giờ chị con phao dài đằng sau với. Em này đúng không? Em này 180k mã 180 nhá. Em này 180k mã 180 nhá.
luôn em đi. Em này 180k mã 180 nhá, cực mới luôn ạ. Em này phao lông vũ nhá, 180k mã 180. Em này nó là màu màu gì nhỉ? Kiểu màu bút chì ấy. 180k mã 180 nhá. Nó không phải tím than thì nó sẽ tím đậm hơn. 180k mã 180 nhá. Em phao này đẹp lắm luôn, phao lông vũ đấy ạ. 180k mã 180 nhá, mã 180 đấy ạ. 180k mã 180 nhá. Em này phao lông vũ đấy ạ. Rất là xinh luôn nhá, 180k mã 180. Không có mũ đâu ạ. Em lên mẫu mới luôn nhá. Có mũ hôm qua mọi người chốt rồi. Dạ vâng ạ. Em lên vest tiếp nhá. Mấy lứa mới có len cô ạ, cho phải bán hết đúng rồi đó. Em này nhá, vest này size M ạ. Vest này size M mã 09 nhá. Mã 09 này vest này size M nhá. Mã 09 này ạ, 09 vest size M rất là xinh, mã 09 nhá. 09 này ạ, 09 nhá. 49k mã 09 nhá. 49k mã 09 này ạ. 49k mã 09 nhá, em này size M nhá. 49k mã 09 đấy ạ. 49k mã 09 nhá, mã 09 ạ. Mã 09 nhá. 09 này rõ là xinh luôn, mã 09 nhá. Mã 09 ạ. Em lên mẫu mới luôn nhá, 09 này rõ là xinh luôn đấy ạ. Mã 09 nhá, mã 09. Vâng. Em này nhá. Nhiều vest xinh lắm luôn đấy ạ. Em này cũng size M. Em này mã 90. 90 này cũng size M nhá, mã 90 đấy ạ. Mã 90 nhá, 90 này cũng size M này ạ. Mã 90 nhá, mã 90 đây. 90 này cũng size M nhá, mã 90 đấy ạ. Em vest này mã 90 cũng size M nhá. Mã 90 đấy ạ, 90 này cũng size M nhá. 90 rất là xinh. Các bạn đang xem chấm cho em đi nào. Trời ơi, vest xinh vậy mà không bà nào chốt. Mã 90 nhá, 90 ạ. Mày cháu nhìn cái áo cháu đang mở cửa mà cô. Vâng. Mã 90 nhá, 90 size M đấy ạ. Mã 90 nhá, mã 90 ạ. Mã 90 nhá, 90 size M nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá, 90 là chị nào tầm 42 đến 50 kg mà rất là đẹp luôn, mã 90 nhá. Mã 90. Em bé con chứ không hiểu hoạt động. Em này chỉ khoác thôi mọi người nhé. Em này 55kg đổ về mặc vừa. 55kg đổ về mặc vừa. Ai để em này chốt cho em mã 55 nhé. Hôm qua các cô lên đây khuấy động nó đầy. 55kg đổ về mặc vừa. Ai để em này chốt cho em mã 55 nhé. Mã 55 đây ạ. 55 này xinh. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhé. Màu trắng vào chói nhỉ. Mã 55 nhá. Mã 55 đằng sau xinh lắm ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhé. Mã 55 nhá. Em này ạ. Em này là kaki nhá. Năm năm chị Vũ Thu ạ. Nhưng bên này nó không có mũ ạ. Không, ở đây không có. Mũ hôm qua người ta chốt hết rồi. Hả? Ở mũ hôm qua người ta lấy rồi không? Lấy hết rồi à? Khác thử tìm trong này nó sẵn. Em này là kaki nhá mọi người nhá. 55kg đổ về mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. Em này mã 90 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 ạ. Mã 90 là kaki nhá. Đây ạ, 90 đây ạ. 90 là kaki nhá. Kaki nhá mọi người nhá. Mã 90 ạ. Bác ơi, cái đấy trong cô người lấy rồi. Bác chỉ mới ở đống này hả cháu? Đống này bên trong vẫn còn phao. Em này mã 90 nhá. Ship Huế. Chị Phúc Nguyễn ơi, ship tỉnh là từ 30k nhá. Ship tỉnh là tầm 30k thôi ạ.
Nhưng mà Huế thì chắc là phải ship chậm ạ. Ship tỉnh thì tầm 30 đến 35k nhé chị nhé. Tùy theo cân nặng ạ. Chị có Shopee thì em tạo link Shopee cho chị nhé. Nhà em có ship Shopee đấy ạ. Chị ship Shopee thì inbox cho em để em tạo link cho chị. Kaki thì mã 90 nhá. 55kg đổ về mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. 90 đấy ạ. Bác cứ rút ra đi bác. Mã 90 ạ. Em này nhá. Hello cô, chia chúc ạ. Em này 5556kg đổ về mặc vừa nhá. 5556kg đổ về mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 09 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 09 nhá. 5556kg đổ về mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 09 nhá. 095556kg đổ về mặc vừa. Mã 09 đây ạ. 09 nhá. 095556kg đổ về mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 09 nhá. Mã 09 nhá. Em khí em buồn cười. Em này ạ. Em này là chất giả. Em này là chất giả nhá. Em này cũng 5556kg đổ về mặc vừa nhá. Em này chỉ tầm 5253 thôi. 5253kg đổ về mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 52 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 52 nhá. 5253kg đổ về mặc vừa. Em này mã 52 nhá. 52 là chất giả nhá. 52 là chất giả. 5253kg đổ về mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 52 nhá. Mã 52 đi ạ. Mọi người xem chia sẻ bài viết giúp em nhá. Chia sẻ bài viết giúp em đi. Dạo này mọi người chia sẻ lười chia sẻ lắm. Em này ạ. Em này 50kg đổ về mặc vừa nhá. 50-52kg đổ về mặc vừa. Em này lên dáng đẹp chưa. 52 chị Tâm Băng ạ. 52 chị Tâm Băng nhá. Các chị đợi em tí nhá, để em lấy túi đã. Bà Nhung bà em bỏ em đi rồi. Không biết là đi đâu rồi. 52 chị Tâm Băng nhá. Cái em đang mặc này, em đọc mã chưa nhỉ? Cái em đang mặc cũng 52-53kg đổ về mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 07 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 07 nhá. 07 là mã em đang mặc ấy ạ. 52-53kg đổ về mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 07 ạ. Em này nãy là của ai đây? Mặc lại 52. Trời ơi, sao nãy em mặc các chị không... 55 là của chị Võ Thu nhá, chị Trang Khang ạ. Chị Trang Khang chậm chân 55. Cái 55 nãy là của chị Võ Thu rồi ạ. Các chị đợi em tí nhá. Võ Thu. Chị Võ Thu cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Chị cho em Võ Thu cho em xin số điện thoại địa chỉ ạ. Em lên lại em này cho chị Tâm Băng xem nhá. Em chỉ mặc lại một lần đấy thôi ạ. Chị em không có thời gian để mặc lại theo yêu cầu của mọi người đâu. Lúc em chốt thì mọi người để ý kỹ giúp em nhé. Chị Tâm Băng ơi. Cái 52 đi ạ. Cái 52 là dạ đi nhá. 52 là dạ đi ạ. 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này
xuống mặc vừa. Chị lấy cái này thì con mình mã, chị Tâm Băng lấy cái này thì con mình mã 52 cho em nhá. Lấy cái này con mình lại mã 52 giúp em nhé. Ok chị Võ Thu, em nhận được số điện thoại rồi nhá. Chị Tâm Băng lấy cái này con mình mã 52 giúp em nhé. Em lên mẫu mới đây ạ. Nhưng ơi đừng có cái ca kia của người ta. Ok chị Mai Hau ạ. Cái trắng của chị Mai Hau vẫn ở kia nhá. Chị Nhung chị ngại móc ra thôi. Em này ạ. Em này 55kg đổ về mặc vừa nhá. Em này 55kg đổ về mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. Cái chị Mai thôi, cái trắng nãy em không nhớ đâu. Chốt từ lâu rồi sao em nhớ được. Hình như là không có hay sao ấy. Lúc nếu mà em không thắt đai thì là không có đai nhá chị nhá. Cái lúc em lên mà em không thắt đai thì là không có đai ạ. Còn cái nào mà có thì, cái nào mà có đai thì em đã thắt rồi. Em quên mất mã cái này rồi. Bà Nhung kia bà bỏ người ta ở dưới này để bà lên đấy hú hí với chồng bà. Lại còn lên đấy mà con mình. Chị nhóc ơi, cái phao này 180k nhá. Cái phao này 180k lông vũ nhá. Chị lấy cái này thì, chị lấy cái này thì con mình cho em một mã 180 nhá. Chị lấy cái này thì con mình cho em mã 180 ạ. Cái phao này 180k nhá. Phao này không có mũ đâu ạ. 180k nhá. Bông kẹo hỏi cái gì. Cái này 180k nhá. Xem cái xanh lúc nãy. Cái xanh nào. Lúc nãy em lên cái đen mà. Lúc nãy em lên cái đen mà chị, cái xanh nào ạ? Em lên mẫu mới nhá, mọi người đừng hỏi lại em mẫu cũ nữa. Lai đi lai lại. Còn phao khác không? Hôm nay em lai vét nhá các chị nhá. Phao thì các chị đợi hôm khác đi ạ. Nay em chỉ lên vét thôi, em không lên được theo yêu cầu đâu. Xem cái sáng lúc nãy. Cái sáng lúc nãy là cái nào? À. Đây đây đây, chị đợi em tí nhá. Em này nhá, em này 52-53kg đổ về mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. Mã 90 này 52-53kg đổ về mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 ạ. Mã 90 ôm eo này. Mã 90 mặc lên xinh lắm. Mã 90 nhá, 52-53kg đổ về mặc vừa. Chị Ngọc Vân ơi, cái xám có phải cái này không nhỉ? Chị Ngọc Vân ơi, cái xám có phải cái này không? Nhung ơi, xem có vết nào vừa chị không? Chị Nhung không? Chị Nhung ơi, Thùy Linh hỏi cái gì này? Thùy Linh là ai em không biết. Ôi giời ơi, Nhung ơi, có cái vét nào chị vừa không? Có nào ơi, chị ơi có. Em xám lúc nãy này các chị nhá. 55kg đổ về mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhá. Chị nãy giờ chị Tâm Băng hay là chị nào hỏi cái xám ấy. Mà bông kẹo còn đây không? Bông kẹo ơi, sẽ ép nhiều nè. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhá. Lấy em này chốt cho em mã 55 ạ. Mã 55 nhá, 55kg đổ xuống mắc vừa mã 55 nhá. Mã 55, 45 cân vừa này, bà bông kẹo còn đây không bông kẹo ơi. Đi lên ngồi.
cầm bên thoại nghỉ. Em này đây, em này 45kg đổ xuống mắc vừa mắc 29 nhở. Tự nhiên không nói không rằng gì bỏ người ta lên. 45kg đổ xuống mắc vừa mắc 29 nhá. 29 ạ. Mắc 29 đây ạ. Em 52 cân mặc hơi nhỏ nhá. 45kg mặc vừa này. 45kg mặc vừa em này nhá. 45kg đổi lại mặc vừa nhá, mã 29 đấy ạ. Mã 29 nhá, 29 đây. 29 này 45kg đổ xuống mặc rất là xinh, nhìn đằng sau rất là đẹp luôn, mã 29 nhá. 29 đấy ạ. 29 nhá, 45kg đổ xuống mặc vừa, 29 rất là xinh, mã 29 nhá. 29 ạ. Mẫu 52 cân nên mặc 29 không vừa nhá. 29 đấy ạ, 29 nhá, màu trắng mã 29 đấy ạ. Suýt vừa. Suýt vừa. 29 này khoác rất là xinh luôn đấy ạ, mã 29 nhá. 45kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ, mã 29 nhá, 29 nhờ. Em lên tiếp nè. 29 ok, bông kẹo. 29 rõ là xinh luôn. Em này nhá, em này đây. Em này cũng size M đúng không? Em này size M nhá. Em này size M mã 11 nhờ. Em này size M mã 11 ạ. Size M mã 11 nhá, hàng si chị Trinh Hạnh Tư ơi, hàng si chị ạ. Em này size M mã 11 nhờ. Em vét này size M mã 11 ạ. Vét này size M mã 11 nhá, mã 11 ạ. 11 size M nhá. Em mã 11 size M đấy ạ, 11 size M, bà Thủy Linh xít vừa. Mã 11 size M nè. Em này mã 11 size M nhá. Chị nào tầm 45 đến 52 cân mà rất là xinh, mã 11 nhá. Mã 11 đấy ạ, mã 11 nhá, 11 nhá. 11. Đây em lên một em nhung tâm tầm 45 cân cũng vừa nè. Có mấy em màu đen á, bà bông kẹo đợi tôi một tí, xinh lắm. Like đầu like nhìn rồi xinh lắm. Tiền ở trong tủ lại có đấy. Em này là nhung tâm nhá. Tí nữa. Giờ giữa trưa em mang ra. Em này nhung tâm nhá. Em này 45, 46kg đổ xuống mắc vừa mã 00. 45, 46kg đổ xuống mắc vừa mã 00 nhá. 00 là nhung tâm đấy ạ. 45, 46kg đổ xuống mắc vừa nhá. Mã 00 rất là xinh đấy ạ. Dạ. Mã 00 nhá, 45, 46kg đổ xuống mắc vừa mã 00. Chồng bước ra mà chồng không cần ra. Anh sợ hỏi chửi thế sao có sai vợ? Hỏi không chửi bầu. Mã 00 nhá, mã 00 ạ. 00 ok, bông kẹo nhá, bông kẹo 00 nhá. Bông kẹo 00. Ăn gì? Ăn gì giờ? Phượng muốn ăn gì? Chứ cứt với lá xoan. Chứ cứt với lá xoan thôi, còn cái gì cũng ăn. Em này đây ạ. Em này tầm 46kg đổ xuống mặc vừa mã 20 nhá, mã 20 ạ. Mã 20 tầm 46kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 20 nhá. 20 thì 50 cân cũng mặc được. 20 năm trẻ 50 cân cũng mặc trên được nhá. Mã 20 nhá, mã 20 ạ. Mã 20 nhá, 20 đây. Mã 20 nhá, màu tối nhỏ Nhung ơi, đợi tôi một tí đây, tôi lôi ra cho đây. Mã 20 nhá, mã 20 ạ. Em này mã 20 nhá, mã 20. Hello Thủy Trì. Ok ok Tâm Băng. Mã 20 nhá, mã 20. Chốt 52 cho Tâm Băng rồi nhá. Mình chốt 52 cho Tâm Băng rồi nhá, mã 20 nhá, mã 20. Em này mã 21 ạ. 50kg đổ xuống mắc vừa mã 21. Bà đợi tôi một tí nhá, để tôi boy đống này lên. 50kg đổ xuống mắc vừa mã 21 nhá. Bà Thủy Linh ơi, em này bà mặc được. 21 này, 21 này 50kg đổ xuống mà rất là xinh nhá. Chị Tâm Băng cho em xin số điện thoại nhé. Chị Tâm Băng cho em xin. Hình như cho rồi sao? Mã 21 nhá, mã 21 đấy ạ. 21 màu tím nhá, họa tiết rất là xinh luôn ạ. Mã 21 nhá. 50kg đổ xuống mặc mã 21 rất là xinh đấy ạ. Họa tiết thì họa tiết hoa hồng nhá. Họa tiết hoa rất là xinh luôn đấy ạ. Mã 21 nhá, mã 21 đấy ạ. Nó là họa tiết hoa nhưng mà nhìn trong line xa xa cứ như kiểu nhăn. Ờ nhìn xa nhìn bị nhăn nhăn. 21 nhá, 21 đấy ạ. 21 nhá, 21 cho chị nào tầm từ 42 đến 50kg mà rất là xinh. Mã 21 nhá, em này nhỏ nè. Em lên mấy cái nhỏ đẹp ơi đẹp. Bà bông kẹo đợi một tí nhá, mấy cái nhỏ đoạn đầu á, đoạn đầu bọn tôi lên bao nhiêu cái nhỏ. Em này đây. Em này tầm 47-48kg đổ xuống mắc vừa, em này mã 06. 47-48kg đổ xuống mắc vừa mã 06 nhá, mã 06 đấy ạ. 06 ở chế nào tầm 47-48kg đổ xuống mà rất là xinh nhá. Mã 06 nhá, mã 06 đấy ạ. Mã 06 nhá, 47-48kg đổ xuống mắc vừa mã 06 nhá. Ok ok Tâm Băng. Mã 06 nhá, 06 đây.
06 rất là xinh, 4748 kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 06 đấy ạ. 06 nhá, 06 xinh nhá. Mã 06 nhá, mã 06 ạ. 06 nhá, 06 ok bà Thùy Linh. Em này nào, em này chỉ đào 50-52 kg đổ xuống mắc vừa, em này mã 91. Đợi em một tí em lấy size bé nhá. Mã 91 ạ. 50-52 kg đổ xuống mắc vừa mã 91 nhá. 91 rất là xinh ạ. Mã 91 nhá. 91 có gài ở đây nhá. 91 có gài nhá. Đang nấu cơm dở, cháy bố lắm mất bây giờ. Đây đây đây. Mã 91 nhá, mã 91 ạ. Gầy trông đẹp cái kia này. Mã 91 nhá, 91 đây ạ. 91 có gen à, có phối bèo nhá. Cái này là bèo nhá. Ờ bè. 91 nhá, mã 91 nhá, em lên mẫu mới luôn nhá. Bông kẹo ơi, cái này bà mặc xinh nhỉ. 91, 91 có ai chốt không ạ? Em này, em này 45 kg đổ xuống mắc vừa mã 20. Mẫu không mặc vừa là cái chắc rồi. 45 kg đổ xuống mắc vừa mã 20 nhá. Hơi bị khinh mẫu. Hơi bị khinh mẫu. Phượng nó bảo hơi bị khinh mẫu ấy kìa. 45 kg đổ xuống mắc vừa mã 20 nhá. Mã 20 ạ. Cố thì vẫn vừa. Em cố hóc bụng mà em vẫn vừa đúng không? Mã 20 nhá, mã 20 ạ. 45 kg đổ xuống mắc vừa mã 20 đấy ạ. Mã 20 nhá, mã 20 nhá. Nhưng mà cái này còn tùy eo. Cân mà nó, 20 ok bông kẹo nhá. Xinh lắm luôn ấy. Em này màu trắng của HM nè. Vâng. Ngày chê mẫu béo. Suốt ngày bị cháu chê mẫu béo đấy. Mẫu này là vừa thôi. Em này ạ, à, em này chỉ là tầm 48 kg đổ xuống mắc vừa mã 00 nhá. Em này xinh cực, em này cũng gà, em này là gài nhá. Mã 00 này, 4748 kg đổ xuống mắc vừa mã 00 nhá, mã 00 ạ. 00 chế là 4748 kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá, mã 00 ạ. Mã 00 nhá. 4748 kg đổ xuống mặc xinh dã man luôn, cái này của HM nhá, mã 00 nhá. Mã 00, cái này mà mấy bà chụp ảnh lên lại bán trăm mấy, 180, 160, 180. Em này lên dáng rất là đẹp nhá, mã 00 nhá. Mã 00 ạ. 00 rõ là xinh luôn, mã 00 nhá, 00. 00 bà là vồ đi, 00 của HM đó. 4748 kg đổ xuống mà rất là xinh, mã 00 nhá. 00 ấy đẹp lắm luôn đấy ạ. Em lên mẫu mới luôn nhá. 00 còn chưa mổ túi nhá các chị nhá. 00 này xinh dã man luôn, bà là tầm bà là mặc size S ấy, size S với size M bé. Tầm 4748 kg đổ xuống mà rất là xinh nhá, mã 00 nhá. Bán còn tiếc nữa là đây nè, các bà chịu khó chụp ảnh nên các bà toàn bán trăm mấy á. Tại vì em like nhanh thì em bán nào ảo ấy chứ. Em này chị nào 55 không em? Để bông kẹo đợi tôi lấy size bé nhá. 55 kg đổ xuống mắc vừa này, mã 21. 21 55 kg đổ xuống mắc vừa nhá, 21 đấy ạ. 55 kg đổ xuống mắc vừa nhá. 00 màu trắng cho bà Thúy Linh nhá. Ok. Mã 21 nhá, 21 đấy ạ. Em Phượng đang mặc mã 21 nhá. Em này mã 21 ạ, 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Chị nào lấy comment cho em mã 21 nhá. Mã 21 ạ. 21 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 21 ạ, 21 nhá, em lên mẫu mới luôn nhá. Đây đây, em lên mẫu bé đây. Bà nào nhở? Bông kẹo ơi, bé này à. Bé bé này à? Em này họa tiết cái gì gì này. Em này bao nhiêu cân? Em này tầm 23. Em này chị nào tầm 45-52 kg mặc vừa nhá. Em này mã 09 ạ. 45-52 kg mặc vừa mã 09 nhá. Mã 09 này ạ. 09 đi nhá. 09 nhá, mã 09 nhỉ. 45-52 kg mặc vừa mã 09 này ạ. Nãy có cái thằng Tây nào nó vào nó comment cái gì sexy. Mã 09 nhá, 09 nhỉ. 45-52 kg mặc vừa đấy ạ. Mã 09 nhá, 09 rất là xinh đấy ạ. Mã 09 nhỉ. Mã 09 ạ, 45-52 kg mặc vừa mã 09 nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. 09 ạ.
09 tâm băng. 09 ok, tâm băng nhá. Tâm băng 09, tâm băng là túi nào em? Túi 66. Đây ạ. À. Này nhỏ. Em này size S này à? Em này tầm 45. 44 45 kg đổ xuống móc vừa mã 20. 44 45 kg đổ xuống móc vừa mã 20 nhá, mã 20 đấy ạ. 20 chế là 44 45 kg đổ xuống móc rất là xinh nhá, mã 20 ạ. 20 này ạ. À. 20 nhá, 44 45 kg đổ xuống móc vừa đấy ạ, mã 20 nhá. Mã 20 cái này Phượng không lấy được thật rồi. Mã 20 nhá. Khuyến cáo 44... nào được bé bé tí. 44 45 kg đổ xuống móc vừa mã 20 nhá. 20 ạ. Tâm băng. 20 tâm băng. 20 ok tâm băng nhá, xinh cực luôn. Em này size M nhá, em tiếp theo size M nhá. Em tiếp theo này size M nhá. Em tiếp này size M nè. Em này size M mã 91 nhá. Mã 91 này size M ạ. Em này mã 91 đấy ạ, 91 này size M nhá. Tầm 52 kg đổ xuống mặc vừa mã 91 nhá. Mã 91 đấy ạ, 91 tầm 52 kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá. Mã 91 nhá, 91 đấy ạ. 91 nhá. 52 kg đổ xuống mặc rất là xinh, mã 91 nhá, mã 91 đấy ạ. Mã 91 nhá, mã 91 52 kg đổ xuống mặc rất là xinh, mã 91 nhá. Có túi không? 91 có túi ạ. À, để em xem. Cái này như chưa mổ túi á. Hình như là có nhưng chưa mổ thì phải. Chị ơi, cái này chưa mổ túi nhá. Bên này có đây. Cái này chưa mở túi nhá, có túi chị ơi. 91 này có túi nhưng chưa mở nhá, mã 91 nhá. Mã 91 có túi nhưng chưa mở nhá. Em tiếp theo size S ạ. Em tiếp theo size S nhá. Em này size S nè. Em tiếp theo size S nhá, em vest trắng hay size S? Em này size S nhá, em này chỉ khoác thôi ạ. Em này chỉ khoác thôi nhá. 47 48 kg đổ về mặc vừa. Em này 47 48 kg đổ về mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 47 ạ. Em mã 47 này 47 48 kg đổ về mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 47 ạ. Mã 47 nhá. Ôi trời ơi, ngang mắt luôn. Bông à? Bông mi. 47 48 kg đổ xuống mặc vừa mã 47 nhá. 47 màu trắng này rõ là xinh luôn. Mã 47 nhá, mã 47 đi ạ. 47 nhá, 47 đấy xinh lắm luôn nè. Hàng đẹp không ới mình. Xem cái màu ghi đằng sau. Em mã 47 nhá. Cái này ạ. Em này mã 47 ạ. 47 48 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 47 nhá. Em tiếp theo này size M nhá. Em tiếp này size M nhá, size M đây. Em tiếp này size M nhá, tầm 52 kg đổ xuống mặc vừa mã 01. Em này size M đấy ạ. 52 kg đổ xuống mặc vừa mã 01, 01 là nhìn xinh đấy. Mã 01 nhá. 01 nhìn điệu nhỉ. 01 nhìn xinh nhỉ. 01 đấy ạ. 52 kg đổ xuống mã 01 rất là xinh. Mã 01 nhá, 01 đây. 01 đó chế là 52 kg đổ xuống mã xinh dã man luôn đấy. Mã 01 nhá. Mã 01. Ui 01 này nhìn xinh thế. Mã 01 nhá, mã 01 ạ. 01 mặc với zip dài dài một 01. Tí. Đúng rồi, 01 mặc với zip dài một tí rất là xinh luôn. Mặc công sở ấy xinh dã man luôn, mã 01 nhá. Cái này còn lê lê à. Điệu ạ. Mã 01 nhá, 01 đấy xinh lắm đấy ạ. Mã 01 nhá, mã 01 nhá, em này ạ. Bà Thúy Linh ơi, phi sang thử đi bà Thúy Linh ơi. Em này nhá, em này 55 56 kg. Có tin vui với tin mừng nghe tin gì chưa? Phượng, kìa có tin vui với tin mừng nghe tin gì chưa? 55 56 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em ấy mã 07 ạ. 07 55 56 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 07 đây. Mã 07 nhá, mã 07. Chồng mua đồ ăn sẵn à? Có cái môn nồn chợ nữa này. Mẹ chụp băng. 11 giờ mà không có chợ. Ra mà xếp, anh ra tận ngõ một thôi. Cơm này anh mua ở đâu ngõ một chứ không phải anh mua ở đây đâu. Em lên mẫu mới luôn nhá. Làm bao công về thì chụp thịt mà cơm này đắt bánh nèo em. Em lên mẫu mới luôn nhá. Đây đây, em này size ML nhá. Em này size ML ạ. À.
từ 45 đến 55 kg mặc vừa. Em này cũng là nhung tâm nhá. 45 đến 55 kg mặc vừa mã 60. Còn điện thoại gọi cho vợ nhưng mà chợt nhớ ra. 45 đến 55 kg mặc vừa mã 60 nhá. 60 là nhung tâm đấy ạ. Mã 60 nhá. 45 đến 55 kg mặc vừa mã 60 nhá. Mã 60 ạ. Mã 60 nhá. 60 chế là 45 đến 55 kg mặc rất là xinh đấy ạ. Mã 60 là nhung tâm nhá. Mã 60 ạ. 60 nhá. 60 45 đến 55 kg mà rất là xinh đấy ạ. Mã 60 nhá. Mã 60. Ôi 60 đẹp dã man luôn đấy. Mã 60 nhá. 60 đấy ạ. Xinh nhờ mà không ai chốt, trời đất ơi. Ờ, nhìn tin dã man luôn. Mã 60 nhá. 60 đấy ạ. 60 bị mất một cúc ở đây nhưng bên trong này có một cúc dự phòng nhá. Các chị về khâu lại giúp em nhá. Bên trong có một cúc ạ. Ở đây là của ai đấy? Em lên mẫu mới luôn nhá. Cái đấy ạ. Cái đấy chồng bỏ quặn một chỗ không ạ? Bà bảo tí bà chuyển khoản. Chuyển khoản xong rồi chiều mai rồi. Em này mặc free size. Đâu? Cái chị Nhung hôm qua đóng bao ấy. Em này mặc free size, em này đẹp thế. Này bảo em cất đi. Em này mặc free size nhá. Em này mặc free size mã 98 ạ. 98 này mặc free size nhá. 98 rất là xinh. Mã 98 nhá. 98 mặc free size đấy ạ. Em này mã 98 nhá. 98 ạ. 98 đẹp quá. 98 mặc free size nhá. 98 rất là xinh. Mã 98 nhá. Ui 98 này đẹp lắm ấy. 98 nhá. 98 mặc free size đấy ạ. Mã 98 nhá. 98. Em lên mẫu mới luôn nhá. Trời ơi 98 đẹp lắm. Mã 98 nhá. 98. 98 xinh nhở. Em này ạ. Chồng rửa bát hộ vợ à? Rửa thìa để ăn cơm thế á? Em này nhá, em này đây. Em này cho chị nào tầm... Em này chỉ tầm 46, 46-47kg đổ số mặc vừa thôi ạ, mã 11 nhá. 46-47kg đổ số mặc vừa, mã 11 đấy ạ. Mã 11 nhá, 11 đây. 11 đó chế là 46-47kg đổ số mặc rất là xinh nhá, mã 11 ạ. Mã 11 nhá. 46-47kg đổ số mặc xinh dã man luôn, mã 11 nhá. Mã 11 đấy ạ. 11 này xinh đấy, mã 11 nhá. 46-47kg đổ số mặc rất là xinh đấy ạ. Mã 11 nhá, mã 11. Cái hết, không tháo được, già lâu lắm. Em lên 1-2 mẫu nữa em nghỉ trưa nhá. Chiều hôm nay tiếp nhá, 11. Trời ơi, 11 đấy xinh đấy. Thế em khoai tây đúng không? Vâng. Em này nhá. Em này em lên nốt em này em nghỉ trưa nhá. Em này tầm 53-54. Em này chị là tầm 53-54kg đổ số mặc vừa mã 29 nhá. 29 ạ. 29 nó chế là 53-54kg đổ số mặc rất là xinh nhá. Mã 29 đấy ạ. 29 nhỉ. 53-54kg đổ số mông rất là xinh đấy ạ. Mã 29 nhá. 29 đây. 29 nhá. Mã 29 nhỉ. 29 đấy ạ. Áo phao dài đúng không? À, Tâm Băng ơi đợi một tí nhá. Tớ cho lên cho vợ cho bà xem vài áo phao nhá. Em này mẫu mã 29 nhá. Chị nào lấy em này chốt mã 29 cho em ạ. Chị nào lấy em này chốt mã 29 nhá. Em nhá hàng trước mấy con phao nhé. Cũng chỉ còn một còn mấy em thôi, không còn nhiều đâu. Em này nhá. Em này 55kg đổ về mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhá. 55kg đổ về mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 55 nhá. Cái này 89k. Cái này 89k nhá chị nhá. Hàng này hàng phao này 89k. Em này 55kg đổ về mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 55 ạ. Mã 55 nhá. 55kg đổ về mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhá. Một em phao béo nhá. Nãy chị nào hỏi phao có mũ đây này. Em này dáng hàng xẻng nhá.
57, 58kg đổ về mặc vừa, phao béo nên là mọi người mặc rộng rộng một tí nhá. 57, 58kg đổ về mặc vừa, ai lấy em này chốt cho em mã 57 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 57, 57, 58kg đổ về mặc vừa nhá. Em này có mũ nhá, 57, 58kg đổ về mặc vừa, ai lấy em này chốt cho em mã 57 nhá. Mã 57 nhá, em này là phao lông vũ nhá, dáng Hàn Quốc ấy ạ. Cái này như cũng là của Hàn luôn. Ừ, cái này của Hàn mà. Cái này của Hàn 100% cái gì gì. Ai lấy em này chốt cho em mã 57 nhá. Nên nốt em phong ngắn em cuối cùng em nghỉ like nhá. Thơm hết, sao ăn gì thơm hết. Em này nhá. Em này 53, 54 55kg đổ về mặc vừa. Em này 55kg đổ về mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. 55kg đổ về mặc vừa. 90, 55kg đổ về mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 ạ. Mã 90 nhá. 55kg đổ về mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 90 nhá. Nhưng ơi chiều mới được like. Để vào xem. Chiều chỉ like vét thôi nhá. Chiều chỉ like vét thôi ạ. Sao mấy tầm thì... như mọi ngày một tầm 1:30-2 giờ gì đấy nhá chị nhá. Nhưng mà chiều hôm nay chỉ like vét thôi ạ. Like vét 1:30-2 giờ gì đấy thì bọn em like nhá. Bye bye mọi người nhá. Hẹn mọi người tầm 1:30-2 giờ chiều.